Mình quay đầu lại, bán hai lại lên mình quyền nhưng mà nó cấm á.
Thì em xin phút điện thoại cho chị. Em biết rồi, em biết rồi. Cái này chụp để lên YouTube. À vậy hả? Dạ. Xịn dạ. Cái đó là mấy gì? Đó, quay quay nè, quay à, đó. Bấm nữa là gì? Wow. Làm hồ sơ rồi hết rồi mà trả tiền nó đi. Video lấy cái mũ của em hả? Ui. Sau này chị không có phải tiếp tục làm mai cho em vài phút nữa đúng. Nhỏ xíu à.
lâu hỏi lâu được chưa? Trời ơi, đang hỏi sao mà có, bởi vậy hàng không có hàng. Đi. Gà tốt phải không? Có thịt mũi rồi phải không? Ừ. Không ạ, chắc hỏi bà tự nhiên chết, không có gì sửa sẵn hết. Ừ. Cái tốn tiền gì mới sợ quá. Giờ chuẩn bị hết á. Giờ khỏe hơn hồi xưa. Ừ. Rồi xong. Thấy không? Ừ. Đây nè. Cô baby á. Baby hả? Dạ. À, bệnh thì nóng mà. Ừ. Nó qua Tokyo rồi nó ở. Ở bển nè, nghe bão lụt hoài cho ghê quá. Nước không?